Alo. Giờ mình đi siêu thị nhé các bạn. Nạp năng lượng. Đi vô siêu thị. Alo. Hai bạn phật thủ sau khi lấy sức rồi bắt đầu vào siêu thị mua một số nguyên phụ liệu để về chế biến cho các bạn nhỏ trong xác. Hello mọi người. Hello. À, hôm nay dịp chuẩn bị trời mưa thì các bạn nhỏ đang yêu cầu một món gì? Con giấy cung đình. Ok, con giấy cung đình. Mời các bạn chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu nha. Đầu tiên để làm món này là một chén cơm. Rồi, bỏ chén cơm vô thố đúng không? Rồi, một chén cơm. Một chén cơm vô thố rồi chúng ta cho một muỗng rưỡi axi ngon vào. Rồi, cho 3 muỗng bột chiên giòn. Bột chiên giòn đâu? Rồi, bột chiên giòn nha. Aziwit nha. 3 muỗng nha. Bên giám sát nha, mấy anh cho làm đúng nha. Rồi, một cái trứng đập vô. Bạn nào đập một cái trứng vô? Đây có cái dao kìa. Đó. Ấy á, người gõ người bỏ vô không được, nó bể. Rồi bỏ vô bao xốp. Rồi tất cả còn lại thì chúng ta chuẩn bị thêm. Thứ nhất đó là không có muối nha. Tôm khô, một ít tôm khô. Thôi không bỏ vô, không bỏ vô tôm khô thôi, tôm bỏ trên mặt. Thứ hai là hành ngò. Rồi thứ ba chà bông. Nè chà bông chút xíu nữa mình sợ chút xíu thôi. Rồi bây giờ mời các bạn mình đánh cơm lên. Chú đánh cơm lên đều nha. Không ăn chà bông đâu. Đó. Chà bông ngán lắm. Rồi. Cái nguyên liệu làm cơm rồi. Đó thì đó. Mình trộn đều lên nha các bạn. Mình trộn đều lên rồi mình bỏ lên, mình cho dầu mình chiên. Mình chiên bò rất là nhỏ lửa thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai. Sau khi chúng ta đã trộn đều lên. Rồi một muỗng tiêu cà phê cho các bạn. Rồi các bạn sau khi trộn cơm đều rồi chúng ta cho 2 muỗng dầu ăn vào nha các bạn. Ok rồi, ok. Rồi chúng ta tăng nhiệt độ lên đi. 650. Okay. Ok. Chúng ta cho chảo nóng mà chúng ta đảo dầu đều hết. Thêm chút xíu nữa coi. Rồi ok, 2 muỗng rồi đó. Ok. Các bạn sau khi mà dầu nóng rồi đó chúng ta cho hết tôm khô vào nha. Ok. Đảo đều tôm khô. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi chúng ta đảo đều tôm khô. Rồi bây giờ tới đổ hết chén cơm đã trộn vào, lấy cái muỗng đổ vô. Đảo ra nó dính đi lắm. Rồi các bạn sau khi mà chúng ta cạo hết cơm vào á, chúng ta tán đều ra cho nó muỗng đây. Và chúng ta cho lửa nhỏ hay vừa nhỏ thôi nha, càng nhỏ càng tốt, trong vòng 25 phút cho nó cháy đều cái mặt này, chúng ta sẽ chở mặt.
5 phút rồi chúng ta chảo mặn các bạn. Rồi sau khi chở mặt là chúng ta cho hành lên các bạn, hành lên chưa? Rồi chúng ta tiếp tục cho cái mặt này á, nó giòn trong vòng 20 phút nữa nha các bạn. Món này mất khá nhiều thời gian, bởi vì chờ cho giòn thì thứ nhất độ nóng nó không có lớn lắm, như vậy thì cơm mới giòn được. Chính như vậy thời gian mất đâu đó khoảng 45 phút cho cái món này. Các bạn sau 25 phút sau rồi đó thì coi như là xong. Chúng ta cho ra dĩa và chúng ta bỏ chà bông lên và chúng ta cho các bạn nhỏ cùng chiến đấu. Cho ra dĩa nha các bạn nha. Rất là thơm luôn, cực kỳ thơm này, rất là giòn luôn. Bây giờ chúng ta cho chà bông lên là xong nha các bạn. Hoàn hảo. Món ăn của chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo, rất đều lên. Chà bông heo. Rồi, rải đều lên. Trang trí thêm mấy cọng ngò nữa. Rồi. Ôi, hấp dẫn cho quá. Okay. Rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, sau khi 45 phút đã có một cái món cơm cháy cung đình rất là tuyệt vời. Đây, trời ơi hấp dẫn quá trời. Bây giờ các bạn nhỏ, các bạn ăn coi và coi coi ý kiến sao nha. Rồi cứ ăn đi rồi xem nó khác. Hồi xưa giờ có bạn nào ăn này chưa? Con ăn rồi hả? Ồ, để con ăn thử cái này coi nó làm sao. Rồi, từng bạn cho ý kiến coi. Giờ, sao lỗ nó làm sao? Giòn giòn cây cây. Ờ, nếu mà muốn cây nữa thì phải cho thêm tương ớt vô á. Tương ớt vô rất là ngon. Có vẻ cua tép đúng không? Hơn con thấy làm sao? Ngon hả? Ừ. Có ai ý kiến nào khác biệt không? Thơm ngon giòn. Thơm ngon giòn. Rồi giờ ăn đi. Cứ ăn thoải mái đi. Giống như tưởng tượng đang ngồi trên cung đình ăn cơm cháy vậy đi. Ừ. Cơm cháy cung đình là coi như là ăn vô tư ha. Rồi, đây là một sự nhiệt tình của các bạn nhỏ ha. Đầu ăn vô đây thấy ngon, ở đầu làm liên tục ha. Ok. Rồi, chương trình đến đây là kết thúc. Rồi, đây là coi như là kết quả sau 2 phút chiến đấu. Rồi, các bạn bây giờ chào tạm biệt đi các bạn. Các bạn nhớ like, share, đăng ký để cho mình ra thêm video mới nha. Cảm ơn các bạn.